Rồi ấn nút đồng ý là được. Tôi ấn nút đồng ý đi ạ. Rồi ấn nút đồng ý nhá. Rồi tuyệt vời. Hôm nay là một cái ngày rất là hiếm khi gặp. Ở Hải Phòng thì đang có bão rất là to. Chắc là lát nữa thôi, tầm nửa tiếng một tiếng nữa là bắt đầu bão về rồi. Thì chúng ta có một tiếng để học tập các kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Nội dung chính của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái kiến thức là các kiến thức vây quanh chủ đề là dinh dưỡng và thực phẩm chức năng để chữa các bệnh về xương khớp. Thì ở đây chúng ta muốn tìm hiểu đấy thì cần phải biết chính xác rằng là mình đang bị cái bệnh gì đã, để tránh cái trường hợp là mình chỉ biết là mình bị đau thôi. Thì có lẽ là cô chú anh chị tập chưa tập yoga bây giờ thì chưa quen, nhưng khi ai đó mà tập gym yoga với thầy rồi đấy thì sẽ được hướng dẫn rất là chi tiết, là mình biết được là mình đang đau cái gì, chứ không phải là cứ đau lưng là đau lưng đâu nhé, đau xương là đau xương, đau đầu là đau đầu đâu, đau chính xác là đau cái gì. Thì cụ thể như sau nhé, chúng ta vào từng mục một để có thể lựa chọn được đúng loại thực phẩm chức năng hoặc là thức ăn hàng ngày để có thể giúp chúng ta tự chữa được bệnh xương khớp. Thì chúng ta phải biết chính xác là cái mức độ bệnh của mình đang là mức độ mấy và chính xác mình đang bị bệnh gì. Thì chúng ta liệt kê dần dần từng bước nhé. Cô chú anh chị có thể ghi hoặc có thể xem lại video sau. Mức đầu tiên này, mức nhẹ nhất, bị bệnh xương khớp nhẹ nhất đó là thiếu canxi. Và theo con số thống kê nhé, con số hoàn toàn có thực ấy, thì cứ 10 người thì có tới tầm khoảng trên 9 người là bị thiếu canxi. Lý do là đa phần người Việt chúng ta rất lười uống thực phẩm chức năng và có uống thì cũng không đều đặn, đúng không? Rất nhiều nguyên nhân và lý do khác nhau. Ngoài ra thì người Việt cũng phải lao động làm việc khá là nặng nhọc so với các quốc gia khác và cái chế độ chăm sóc y tế cũng không được tốt, đúng không? Cái mức đầu tiên là mức nhẹ nhất đó là thiếu canxi, ai cũng bị, kể cả là trẻ già hoặc là làm sao thanh niên, nam giới nữ giới hầu hết đều bị hết. Có cái máy quét quét rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng 5 phút thôi là hoàn toàn có thể làm được điều đó rồi. Có cái một số trường hợp thì cô chú anh chị không có cái công cụ cái máy quét đó, thành ra là chỉ có đi bệnh viện kiểm tra được thôi. Còn chúng tôi thì có cái máy quét hơn 2 triệu có thể làm được cái việc đó rất là dễ dàng. Rồi, thì việc đầu tiên chính là biết được mình bị thiếu canxi nhá. Vậy thì cái triệu chứng thiếu canxi như nào ra làm sao? Có rất nhiều triệu chứng. Triệu chứng nhẹ nhất là mình cảm thấy rằng ngủ thi thoảng bị giật mình, nó tỉnh giấc giữa đêm đấy. Đang ngủ thi thoảng bị giật mình tỉnh giấc. Thì đó là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta hay bị nhiều nhất khi mình lao động nặng nhọc hoặc là stress, đúng không? Hoặc là mệt mệt, nhọc nhọc người. Nặng hơn một chút mình có thể cảm thấy khó đi vào giấc ngủ. Khó đi vào giấc ngủ nhé, hoặc giấc ngủ không sâu thì có nghĩa là mình đã bị thiếu canxi, đúng không? Rồi, để tạm ở đó nhé. Mức độ thứ hai khi chúng ta bị tổn thương xương khớp nhiều hơn đó là cái dịch ở ổ khớp động đấy. Các bài trước thì cô chú anh chị biết rồi, các cái khớp động là cái khớp hình tròn, các khớp tròn nhé, nó lăn trên nhau này, lăn được trên nhau này, và thường là các khớp ở đầu chi, ví dụ như là toàn bộ chân tay của mình bao gồm ngón chân, cổ chân, đầu gối, khớp háng, ngón tay, cổ tay, cùi chỏ và khớp vai, thì đấy là khớp động. Và giữa cái khớp động đó có cái lớp sụn, đúng không? Có lớp sụn. Và ở giữa các cái lớp, các cái xương nhá, cái xương nhưng mà là khớp bán động, là toàn bộ cuộc sống nhá, thì lại có một cái bao sơ hay còn gọi là bao hoạt dịch. Và ở trong cái bao đó thì hàng ngày cần phải tiết ra một lượng chất nhầy vừa đủ để cái cột sống của chúng ta nó lắc lư, nó dao động được, nó trơn tru nhẹ nhàng, đúng không? Nhưng khi chúng ta bị mắc nặng hơn một chút ở cái ngưỡng độ là loãng xương thì bắt đầu cái dịch ở ổ khớp của chúng ta đấy nó tiết ra thiếu khoảng tầm trên dưới 10%. Ví dụ mỗi ngày nó tiết ra được 1 lít nhưng bây giờ nó chỉ tiết ra được 900 ml thôi, thì có nghĩa là tiết ra thiếu khoảng trên dưới 10%. Thì bắt đầu xương khớp của chúng ta có tiếng kêu lục cục. Ví dụ cô chú anh chị đứng lên ngồi xuống này, thấy cái khớp háng nó kêu đến cục một cái, hoặc cái đầu gối nó kêu đến cục một cái đứng lên ngồi xuống, hoặc là vặn vẹo người cứ thấy nó cục 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 đó. Thì cái tiếng lục cục đó là do cái tiếng kêu phát ra từ trong bao hoạt dịch và cái ổ khớp gối của chúng ta, các cái khớp động. Và mức độ tiếp theo đó là cái mức độ mà bắt đầu trong một thời gian dài chúng ta bị thiếu các cái dịch nhầy ở ổ khớp tiết ra, đúng không? Thì sẽ dẫn tới là một mẻ, mất một miếng nhá, có thể là rất là nhỏ hoặc là to, cũng có thể là do lao động nặng nhọc, cũng có thể là do vui chơi giải trí tai nạn gây ra, cũng có thể là do làm sao ăn uống thiếu chất gây ra, rất là nhiều thứ. Những cái tổn thương đó nó tích lũy theo thời gian chứ không phải đùng một cái là bị đâu nhá. Lấy một cái ví dụ ngang này để cô chú anh chị thấy rằng là hoàn toàn có thực nhá. Chúng ta đến cái độ tuổi mà trên 40 đấy thì hầu hết ai cũng có một vài cái bệnh lặt vặt. Và cái bệnh lặt vặt thì chưa kịp khỏi thì tự nhiên lại có thêm cái bệnh khác. Có nghĩa là bản thân chúng ta có một vài bệnh đã lặt vặt rồi nhưng chưa kịp khỏi thì lại bệnh cứ chồng bệnh, cứ chồng bệnh thôi. Và càng lớn tuổi thì cái quá trình nó phục hồi nó càng chậm, chứ không phải là phục hồi hoàn toàn rồi nó mới có thêm bệnh mới đâu. Cứ bệnh chồng bệnh chồng bệnh. Vậy thì chúng ta thay vì bị cái sẹo ở bề mặt da này thì chúng ta bị sẹo ở trong xương, trong khớp và trong thịt, trong cơ, có đúng không? Thậm chí là
viêm cả dây thần kinh, cứ viêm đi viêm lại một chỗ thì cũng phải tạo sẹo chứ, có đúng không? Và khi khi nhá, cái triệu chứng mà chúng ta bị bong mất một chút hoặc vỡ mất một miếng sụn ở đâu đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khi sờ vào cái gối của mình này thì nó tức, nó chối vào cái cổ chân, nó tức tức, nó chối chối, nó có thể là chối ở một vị trí thôi hoặc là hai vị trí thôi. Thì cái mức độ tiếp theo là mức độ thứ tư, đó là cái ổ khớp của chúng ta bị mẻ nhiều, các cái khớp động nhá bị mẻ nhiều lớp sụn đó, hoặc là trong cái bao hoạt dịch của chúng ta bị rão rồi và dẫn tới là phồng đĩa đệm, hay còn gọi là cái phồng cái bao hoạt dịch đó lên. Thì tương tự như ở khớp bán động với cả khớp động đều có cái triệu chứng là khớp bán động thì có cái triệu chứng là phồng đĩa đệm nhá, có nghĩa là bị rão cái bao hoạt dịch và phồng. Còn khớp động thì lại bị mẻ nhiều cái lớp sụn đó và dẫn tới là cái lớp sụn đó nó trôi nổi ở xung quanh cái khu vực ổ khớp đó, dẫn tới chúng ta bị đau và tức nhiều ở khu vực xung quanh, nhưng cái cảm giác tức và đau đó nó không chưa tới mức độ viêm, chỉ là cái tức tức chối chối thôi. Thì tương tự như vậy ở các đốt bán động, toàn bộ đốt sống cổ, đốt ngực và đốt lưng thì chúng ta cảm thấy người nó có đau om 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 ấy, đúng không? Có cái triệu chứng, có bệnh thì phải có triệu chứng chứ. Và cái đau om thì thực ra cũng không quá tệ đâu, mình vẫn sống được tốt, vẫn lao động, vẫn làm việc, vẫn vui chơi giải trí, thậm chí còn mải chơi nữa là khác. Mình bỏ qua những cái báo hiệu sớm đó. Và mức độ nặng hơn nhá là bắt đầu dẫn tới ổ viêm này. Ổ viêm thì thường là chúng ta sẽ phát hiện ra ổ các ổ khớp động, đó là hội chứng viêm ống cổ tay, viêm khớp cùi chỏ, viêm khớp vai, hoặc là tràn dịch khớp gối. Tràn dịch khớp gối nhá, nặng nhất là tràn dịch khớp gối. Còn đối với đĩa đệm thì bắt đầu bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm nhá, thì hai triệu chứng giống nhau. Đối với khớp động thì là tràn dịch khớp khớp. Tràn dịch khớp cụ thể là bệnh tràn dịch khớp gối chúng ta nghe rất là nhiều. Còn đối với khớp bán động thì có thể là tràn dịch. Chính xác là thoát vị. Thoát vị nhá. Và cái cảm giác ở khớp gối là bắt đầu có viêm, tràn dịch thì có nghĩa là có viêm, có dịch đi kèm theo một chút máu. Và cái máu đó là ở cái miếng xương của chúng ta đấy, nó mẻ đó. Cô chú anh chị hình dung là khi mình ăn cái chân con gà đấy, cái đùi gà đấy, mình cắn một phát cái lớp sụn ở đầu xương nó rất là giòn đúng không? Thì cái xương đầu gối của mình nó cũng tương tự như vậy. Cái lớp sụn đấy nó vỡ ra rồi là lộ cái xương ra, cái xương non ra, thì cái máu nó chảy ở trong cái nước xương non nó ra ngoài, nó trộn dẫn được cái dịch đúng không? Và cái dịch đấy nó bị tăng tiết quá là nhiều. Và thường là chúng ta sẽ không biết sử dụng thực phẩm chức năng ở cái ngưỡng độ bệnh đó, và thường là sẽ là trả trả giá hết, hầu hết mọi người đều phải trả giá nhé. Thì lát nữa chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút xíu. Thì thoát vị đĩa đệm cũng tương tự như vậy, mức độ nặng hơn nhá thì bắt đầu chuyển sang thoái hóa, là mức độ thứ sáu đó, mức độ thứ năm thứ sáu đó. Và khi thoái hóa thì có nghĩa là cái xương của chúng ta bị xước, bị mẻ rất là nhiều, không phải mẻ vỡ ra đâu mà chỉ là xước mòn ra thôi, và chúng ta cũng dùng thực phẩm chức năng sai cách hoặc ăn uống sai cách dẫn tới là tạo ra sẹo ở trong xương. Sẹo trong xương thì cũng giống như sẹo trên da đấy, chúng ta bị tổn thương ở trên vật lý ở bề mặt da đúng không? Thì lỡ chúng ta ăn thịt bò hoặc là rau muống vào nhiều thì trở thành sẹo lồi. Còn trong trường hợp chúng ta ăn uống thiếu chất thì sẹo lõm. Thì có lẽ phải mất cả chục năm sau, thậm chí là 20 năm sau thì cái sẹo đó nó mới bằng đi được. Vì cơ thể của chúng ta rất là khôn, nó lại lấy lại cái thừa đó nó dùng vào việc khác. Thì tương tự như vậy, cái xương của chúng ta bắt đầu thoái hóa thì bắt đầu có gai nhưng mà chỉ nhú lên một chút thôi và cũng chả chạm vào đâu cả. Cũng không đau lắm, chỉ thấy tức tức nhẹ thôi, không vấn đề lắm. Đúng không? Rồi. Thì tức tức như vậy thôi nhá, thì chúng ta cảm thấy rằng là không vấn đề, nhưng trong trường hợp chúng ta không biết cách bổ sung thực phẩm chức năng hợp lý dẫn tới là cái gai nó mọc nhanh hơn và dài hơn bình thường và chuyển thành gai nhá, và gai rồi thì bắt đầu đâm xuyên vào nhau, đâm xuyên vào nhau hoặc xuyên đan xen về các hướng và chọc vào da thịt của chúng ta, và chọc ra vào da thịt chúng ta thì tạo thành các cái ổ viêm và tấn công vào các khu vực xung quanh, hay còn gọi là di căn đấy. Mình nghe cái từ di căn nghe hơi kinh kinh đúng không? Thường là di căn ung thư thôi, nhưng sự thực là chúng ta đang có di căn từ ổ khớp đấy. Các cụ có câu là khớp đớp vào tim đúng không? Tim tìm đến khớp không? Ai đó mà cứ bị bệnh, các cái bệnh liên quan đến khớp thì kiểu gì cũng có tổn thương vào tim. Lý do tại sao? Vi khuẩn tấn công vào ổ khớp và tấn công sang các cái vị trí khác đúng không? Đó. Rồi, vừa rồi là liệt kê ra một loạt các cái bệnh về xương khớp nhá. Tổng kết lại một lần này, cô chú anh chị có thể tốc ký hoặc là có thể ghi theo cách của mình. Thứ nhất là loãng xương. Đúng không? Thứ hai là các cái ổ khớp đó mất đi khoảng 10% cái lớp dịch đang tăng tiết ra hàng ngày, dẫn tới là xương khớp của chúng ta có tiếng kêu lục cục. Thì đấy cái mức độ thứ hai, ai mà càng phát hiện được sớm thì đỡ phải chữa bệnh tốn tiền, tránh cái trường hợp là chờ đến gai ra rồi thì không chữa được đâu. Mức độ thứ ba là bắt đầu cái bao hoạt dịch của chúng ta bị rão liên quan đến các đốt thắt lưng và đốt sống cổ nhá. Còn đối với khớp gối thì chúng ta bị làm sao ạ? Bị mẻ mất một miếng hoặc nhiều miếng, mẻ một miếng hoặc nhiều miếng nhá. Thì cảm giác là đau tức om ở lưng, ở cổ, hoặc là có thể tê vai gáy hoặc là tê ít nhiều mông của mình rồi nhưng chưa tê tới chân, hoặc thi thoảng tê tới chân.
Còn với đầu gối thì bắt đầu tức và chối, nhiều khi cảm thấy nó sưng lên theo đợt, sau đó lại hết. Đó là mức độ thứ ba. Mức độ thứ tư là bắt đầu cái ổ khớp gối của chúng ta bị vỡ nhiều miếng hơn, mẻ nhiều miếng hơn và bắt đầu lộ ra một cái đầu xương hoặc là nhiều vị trí đầu xương lộ ra và bắt đầu bị tràn dịch khớp gối. Tràn dịch khớp gối đi kèm với máu nhá. Thì tương tự như vậy, đốt thắt lưng thì sẽ bắt đầu bị bục cái bao sơ và dịch tràn ra ngoài, bẻ cong dây thần kinh, có thể là tràn sang phải, sang phía phải bên tay phải mình hoặc bên tay trái của mình, hoặc là về phía trước khoang bụng. Nhưng mà những người mà bị tràn về phía tay phải tay trái thì bị cơn đau nó sẽ có nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, còn tràn về phía trước khoang bụng ấy thì nó chỉ thấy rút tức tức thôi. Còn ai đó mà đen đủi mà nó tràn ngược về phía sau cột sống đấy thì sẽ tràn vào dây thần kinh rất là đau, đau lú lẫn đó đi, thì khi đó có thành bệnh nhá, đã có thành bệnh rồi, có tên bệnh rồi, gọi là thoát vị đĩa đệm, đúng không? Thoát vị đĩa đệm nhá. Và đối với đốt khớp gối thì gọi là tràn dịch khớp gối, có bệnh rồi chứ không còn là triệu chứng nữa. Tuy nhiên đấy cũng là triệu chứng của bệnh nặng hơn. Mức độ thứ năm. Mức độ thứ năm thì đối với khớp gối thì bắt đầu hình thành thoái hóa. Thoái hóa có nghĩa là xương của chúng ta bị mẻ ra một trong một thời gian, nó xước ra nó bị mào mòn đến một tí, thì chúng ta vô tình ăn uống vào hàng ngày nó thừa, nó thiếu canxi, hoặc là lỡ uống thực phẩm chức năng sai cách, dẫn tới là nó sùi lên một cái lớp gì đó, nó giống như là cái thạch nhũ ở trong các cái hang động, nó chảy chảy nước xuống đấy, đúng không? Còn đối với cột sống thì bắt đầu làm sao? Bắt đầu hình thành thoái hóa ở đầu các đốt xương do cái bao hoạt dịch của chúng ta nó xẹp hết, nó không còn cái gì cả. Xẹp đĩa đệm, gọi là xẹp đĩa đệm đúng không? Tràn hết ra rồi thì phải xẹp chứ. Còn cái gì nữa đâu mà thì không xẹp. Thì tương tự như vậy nhá. Ở thắt lưng thì là xẹp, còn ở đầu gối thì bắt đầu hình thành thoái hóa. Và thoái hóa thì ai đó mà đang sử dụng glucosamine sai cách hoặc là vitamin cũng như là canxi sai cách thì chắc chắn là phải trả giá rất là nặng. Và cuối cùng là bị thoát vị. Kèm cái gì ạ? Gai xương. Thoát vị ở đây có nghĩa là tràn hết dịch ra ngoài rồi, cộng có thể là xô lệch các đốt xương sống, có thể là trượt đốt sống nữa cơ, rất là nặng. Đồng thời các cái gai xương nó mọc ra, nó dài hơn mức bình thường, nó đan vào nhau, nó xen nhau, khóa chặt, làm hạn chế, thậm chí là không thể dao động được cái biên độ của cái ổ khớp đó nữa, dẫn tới chân của chúng ta làm sao ạ? Không thể duỗi được thẳng, chỉ cong cong như thế này thôi. Co ra co vào chỉ cong cong như thế này thôi. Còn lưng của chúng ta không thể cúi được, chỉ cúi được thế này thôi. Tập yoga này, thì với thế này thôi, đúng không? Các đốt sống nó dính hết vào nhau rồi. Và mức độ nặng nhất là mức độ cuối cùng, đó là hoại tử xương. Và thường hoại tử xương thì sẽ hay ở có ở khớp háng. Thì buổi trước tôi dạy lớp yoga trị liệu khóa K2 thì giải thích rất là rõ về vấn đề hoại tử khớp háng. Nhà ai đó một các cô chú anh chị mà đã bị hoại tử khớp háng đã vượt qua cả gai xương rồi và buộc phải cắt cái khớp ấy đi thay bằng khớp sắt thôi. Thường thì chúng ta hay thay khớp gối với khớp háng, còn các đốt thắt lưng thì chắc là chẳng mấy người dám thay đâu, đốt sống cổ thì lại càng không dám, đúng không? Động dây thần kinh có ai dám làm đâu, đúng không? Rồi, sau khi chúng ta biết một loạt các cái vấn đề và các cái triệu chứng của bệnh xương khớp thì bắt đầu mình mới biết cách sử dụng ăn uống thức ăn thực phẩm chức năng ra làm sao chứ. Thì bây giờ cô chú anh chị lựa chọn cái ngưỡng mà mình đang bị nhá, hoặc phát hiện ra cái ngưỡng mình đang bị. Giả thiết bây giờ chúng ta chỉ bị loãng xương thôi thì chỉ cần uống vitamin D hoặc vitamin tổng hợp cộng với một chút canxi, thế là xong. Tuy nhiên trong canxi đấy thì sẽ có rất nhiều loại canxi nhá. Thứ nhất này, thứ nhất là canxi trị liệu. Canxi trị liệu nhé, hay còn gọi là canxi bổ sung. Thứ hai là canxi điều trị. Canxi điều trị thì dành để dành cho những người bị gãy xương thôi, đúng không? Bị tai nạn giao thông thì gãy xương thôi, hoặc là bị lao động nặng nhọc, bị tổn thương. Còn đối với tất cả mọi người thì hầu hết là uống canxi bổ sung. Tuy nhiên trong canxi bổ sung thì hay canxi điều trị cũng có hai loại. Loại thứ nhất là thủy phân hoặc là nhiệt phân. Loại thủy phân nhé, thủy phân có nghĩa là sử dụng công nghệ là làm lạnh để tách tách chiết canxi ra. Nhiệt phân là làm nóng. Thì chúng ta cũng thấy hoa quả sấy khô sấy lạnh đúng không? Hoa quả sấy lạnh có này, ăn ngon hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn. Hoa quả sấy khô thì mất nhiều chất dinh dưỡng hơn, có đúng không? Và trong canxi cho dù là thủy phân hay nhiệt phân thì bắt đầu cũng có canxi hữu cơ và canxi vô cơ. Canxi hữu cơ là được chiết xuất ra từ rau củ quả hột hạt, uống vào không bị nóng, không bị nhiệt miệng, không bị sỏi thận. Canxi vô cơ là được làm từ vỏ sò, được từ làm gì ạ? Thậm chí làm từ vỏ trứng gà, trứng chim cút. Trứng gà, trứng chim cút cũng làm thành canxi nhé, nghiền ra cái cho tí mật và thế là xong. Quyện 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 thành viên nang, viên mềm luôn. Và tôi giới thiệu luôn nhá. Nếu như trong trường hợp cô chú anh chị muốn sử dụng canxi thì đây chỉ là cái vỏ hộp đưa qua thôi, nhìn cũng không rõ đâu. Cô chú anh chị quan tâm thì sẽ chụp gửi sau. Thì chúng ta nên lựa chọn nhé, là canxi thủy phân và canxi hữu cơ. Canxi thủy phân là canxi gì nhỉ? Canxi được
được sản xuất theo công nghệ là làm lạnh. Làm lạnh nhé, nhiệt thấp, nhiệt độ thấp, nhiệt độ âm ấy. Thứ hai là canxi gì ạ? Hữu cơ, được làm từ rau củ quả hoặc hạt, rất là lành. Và bây giờ mọi người đang hướng tới cái điều đó. Đừng ra hiệu thuốc mua. Tại vì hiệu thuốc mua thì thực phẩm chức năng, toàn thực phẩm chức năng giới ở đất hỡi thôi, thật sự đấy. Không phải mình làm nghề này mà mình nói xấu người khác đâu, mà sự thực là như vậy, đúng không? Và họ đẩy cái giá thành lên rất là cao. Chứ còn cái giá nhập thì tôi cũng buôn bán nhiều cái mảng ấy rồi, tôi lạ chả lạ gì đâu. Mọi người dùng rồi mới biết, vừa đắt mà vừa không tốt. Thì tốt nhất chúng ta sử dụng những cái thực phẩm mà có hóa đơn đỏ. Có nghĩa là mua một lọ cũng được xuất hóa đơn 10%, có nghĩa là hàng chuẩn 100% rồi. Còn hóa đơn 10% mà chúng ta vẫn không biết nó là cái gì thì thôi mình kém quá rồi, chịu thôi, không thể thể bảo được, đúng không? Còn cứ xuất hóa đơn thì là xịn sò 100% rồi, không cần phải phải bàn cãi gì cả. Có nghĩa là chúng ta mua từ doanh nghiệp ra, chứ không phải mua từ trên trời rơi xuống tổ một cái. Một hộp cũng như 1.000 hộp đều có xuất hóa đơn 10% hết, đúng không? Rồi, thì chỉ cần lưu ý nhá. Đối với những trường hợp đang bị loãng xương thì chỉ cần uống canxi thôi và vitamin tổng hợp hoặc vitamin D. Thì trên tay tôi đang cầm chút lượng loại vitamin, đúng không? Vitamin này thì nữ giới uống rất là nhiều, cô chú anh chị hoàn toàn có thể mua được đâu đó rất là nhiều. Vitamin cũng rẻ lắm. Chúng ta cũng ưu tiên là vitamin được lấy từ công cụ gì nhỉ? Sản xuất từ công cụ gì nhỉ? Thủy phân, và cũng từ rau củ quả hoặc hạt ra thôi. Đừng có sử dụng công cụ vẫn là từ rau củ quả hoặc hạt, nhưng mà sử dụng công cụ nhiệt phân thì chẳng còn được gì đâu. Đơn giản như là rau củ quả hàng ngày chúng ta nấu ăn nhá, mà mình cứ nấu chín lên thì chẳng còn cái gì đâu, chỉ còn có mỗi bã với rác thôi. Thì lấy ví dụ luôn này, có cái cải bó xôi đấy, hay còn gọi là rau chân vịt, cải bó xôi hay gọi là rau chân vịt nhá. Thì cái cải bó xôi đấy chúng ta chỉ trần qua một cái thôi, và chúng ta ăn ăn gần như là ăn sống ăn gỏi là chính, chứ còn nấu chín lên rồi thì chẳng chẳng còn gì cả, mất hết. Và cái cải đấy nó rất là mắc tiền nhá, so với các loại rau thì đấy là một trong những loại rau rất mắc tiền. Măng tây cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể xay sinh tố uống và lấy được hết tất cả chất, mà lại làm sao tốt. Tránh trường hợp nấu chín lên rồi thì chỉ là cảm giác nó chín thôi, nó không mất vệ sinh thôi, chứ còn cái chúng ta lấy được thì chả có cái gì cả, đúng không? Rồi đến cái mức thứ hai này, cái mức độ thứ hai là bắt đầu cái ổ khớp của chúng ta bị mất đi khoảng trên dưới 10%, đúng không? Trên dưới 10%. Cô chú anh chị đừng có bật mic nhé, lát nữa tôi giải thích xong thì bắt đầu mình mới hỏi. Sau khi mà mình ổ khớp của mình mất đi khoảng trên dưới 10%, có nghĩa là cái bào sơ ở các đốt xương sống bị mất khoảng trên dưới 10%, cái lượng dịch được tiết ra hàng ngày hoặc là các ổ khớp động ở các đầu chi của chân tay, đầu gối và khớp háng ấy cũng bị mất 10% thì có tiếng kêu lục cục. Thì chúng ta phải uống thực phẩm chức năng gì, ăn cái gì? Thì cô chú anh chị lưu ý này, ăn tất cả những thứ liên quan đến tạo tái tạo cái lớp sụn đó và cái màng bao sơ đó. Thì cụ thể cái loại rẻ tiền nhất là chúng ta uống glucosamine hoặc là thực phẩm chức năng bổ khớp nhé. Thì trên tay tôi cầm đây cũng là một lọ thực phẩm chức năng bổ khớp xương nhé, là có nghĩa là đúng cái đầu sụn của chúng ta đấy, đúng không? Hoặc là các cụ có câu là cứ ăn gì bổ nấy, thì cô chú anh chị có thể là ăn cái sụn của chân con gà, là cánh con gà đấy, đúng không? Hoặc là chân gà sầm sả tắc cũng được, cũng có cái lớp sụn đó cũng được. Hoặc làm sao mình ninh xương mình ăn thì chắc chắn là lấy được canxi, với cả hoặc là uống cao nữa thì càng tuyệt vời, đúng không? Ăn gì bổ đó, đúng không? Đó, thì trong trường hợp chúng ta mất đi khoảng 10% nhá, thì chúng ta sẽ bổ sung glucosamine hoặc là các cái thực phẩm chức năng bổ khớp, và cũng không cần bổ sung canxi. Nhiều khi chúng ta cũng có loãng xương đâu, nhưng mà chúng ta vẫn làm sao bị thiếu dịch ở ổ khớp, đúng không? Rồi, mức độ tiếp theo này, đó là mức độ mà cái ổ khớp của chúng ta mẻ đi một tí. Thì khi bị mẻ mất một tí thì chúng ta thể cảm thấy tức, cảm thấy nhói nhói tức tức. Thì có một loạt các cái ví dụ test kiểm tra nhé. Ví dụ như cô chú anh chị không tập yoga thì mình không biết, có những cái test kiểm tra. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi cái tư thế anh hùng quỳ này, nhưng mà để hai cái bàn chân của mình tách sang hai bên, rồi hơi gập gập người về trước thì thấy rất là tức ở trong khớp háng. Có cảm giác như là cái khớp của mình nó không ở đúng vị trí, nó cứ lệch 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 lệch, lách lách lựa lựa mãi thì nó mới vào, nó mới thoải mái, đúng không? Chứ còn ngồi xuống là cái cảm giác nó bẻ trực tiếp ổ khớp, nó đau nhói trong ổ khớp luôn. Thì có nghĩa là cái ổ khớp của mình đang bị làm sao, nó không được trơn tru, nó không được đều đặn, nó có một chỗ vấp hoặc chỗ xước vào đó, có nghĩa là nó mẻ ra rồi, hoặc là nó đã mẻ rồi nhưng mà nó chưa đầy được lại. Thi thoảng chúng ta vẫn mẻ thường xuyên, lao động vận động mới vỡ mẻ là chuyện bình thường, mất một miếng đâu đó, nhưng mà lâu lâu đó, ăn uống đầy đủ nó lại làm sao lại đầy lại. Thì trong trường hợp bị mẻ mất một tí rồi nhá, thì chúng ta cần phải ăn ăn uống kiểu khác này, ngoài việc là vẫn phải uống glucosamine để làm sao, và các cái chất bổ khớp để tái tạo trực tiếp ở chỗ đó. Chứ ăn cơm ăn thịt ăn cá mãi thì không lâu lắm, chờ đến lúc lành thì chắc là mất mấy năm rồi, thì các cái tổn thương nó lại liên tiếp, nó lại có thêm cái mới thì toi, đúng không? Tốt nhất là uống cho nó
cho nó nhanh. Và những cái loại đó thì rất là rẻ tiền, mua ở đâu cũng có. Còn muốn mua tốt, mua xịn thì có thể là gặp các cái người bán thực phẩm chức năng. Còn trong trường hợp của chú anh chị tin thì có thể gặp trực tiếp tôi, đúng không? Hóa đơn xuất đầy đủ, hóa đơn đỏ cẩn thận. Rồi, hóa đơn điện tử nhá. Rồi quay lại vấn đề. Ngoài ra, trong trường hợp đã mẻo khớp thì có nghĩa là toàn bộ hệ thống cơ cơ xương trên người của chúng ta đã bị giãn. Theo độ tuổi thì các cụ có câu là trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, đúng không? Có nghĩa là thịt của chúng ta bắt đầu chảy xệ, mắt cũng sụp mí xuống này, hàm hiếp cũng chảy bắt đầu sụt xuống này, tai cũng xệ này, ngực cũng xệ này, mông cũng xệ, bụng cũng xệ, bắp tay cũng xệ, ở lách này cũng xệ xuống, thịt ở bên ngoài xệ xuống, thì trong cơ quan cơ thể cơ tạng của chúng ta cũng xệ là chuyện đương nhiên. Dạ dày cũng bắt đầu xa dạ dày này, đúng không? Giãn hang vị bẹn này, rồi lại xa thành âm đạo, xa cổ tử cung này, đủ thứ. Tim tiếc các thứ ở phổi thận cũng cảm giác là nó không đúng vị trí, nó có ọc ạch, nó sộc sạch như vậy đấy. Thì mình cần phải ăn cái gì nhỉ? Ăn tăng thịt cá lên, hoặc trong trường hợp mình ăn chay thì mình phải ăn tăng đạm từ các loại thực vật lên. Còn điều kiện có tốt thì mình bổ sung các loại protein hoặc là whey động vật hoặc là whey thực vật nhé. Các cái loại đó họ đóng trong những cái hộp rất là nhiều, những người tập gym người ta ăn nhiều thường xuyên lắm. Có nghĩa là protein dạng bột. Thì có một số người là nghe đến cái việc thực phẩm chức năng là mình kỳ thị, nhưng mình chỉ nghĩ đơn giản này, cái ruốc ấy, cái khô bò đấy, khô gà đấy, ruốc là một nhá, khô bò, khô gà, bánh mì pate, cái pate đấy, pate heo, pate bò đấy, pate gà đấy, chúng ta vẫn đang ăn hàng ngày ấy. Đấy chính là thực phẩm chức năng đấy. Chúng ta chế biến từ thực phẩm dạng thô thành dạng tinh. Còn những cái loại bột mà người ta đã làm thành bột tổng hợp giống như là sữa đấy, thì có nghĩa là cái khô bò với cái khô gà đó họ phơi lên xong rồi họ cứ xay đi xay lại, lên xay đi xay lại hàng trăm hàng nghìn lần thì nó phải mịn lên như vậy. Đồng thời cho thêm một chút chất chất bảo quản và để giữ được lâu thì khác gì thịt treo gác bếp đâu, có đúng không? Xong mình treo lâu năm quá rồi nó khô hết nước đi rồi, mình cho vào máy xay, mình xay đi xay lại đến vài chục lần, vài trăm lần, hoặc là cho máy xay tố đánh nhát thế ra thì nó thành bột, thế có gì đâu, đúng không? Thì thay vì mình ăn cả chục cân thịt tươi thì mình ăn khoảng một lạng thịt khô mà uống đến ực một cái đỡ phải nhai, đúng không? Nó thành bột rồi ực cái đỡ phải nhai, nó chỉ tuột dòng ruột, nó hấp thụ luôn, thì tội gì mình cũng sử dụng những cái sản phẩm tốt như vậy, có đúng không? Vậy thì tổng kết nhá, ở cái ngưỡng mà đã mẻ một chút thì bắt đầu chúng ta uống glucosamine, vẫn không uống canxi nhá, canxi chỉ dành cho mỗi cái phần đầu thôi, cái phần loãng xương thôi, và bổ sung thêm đạm, whey là tốt nhất. Còn không có thì thôi thì ăn những các loại thực phẩm mà chúng ta xay nhuyễn một chút để nó hấp thụ càng nhanh càng tốt, để nó phá, nó làm mạnh cái cơ của chúng ta lên. Tránh trường hợp có một tí tuổi ba mấy 40 mà nó lỏng lẻo rồi, cháu ngồi đây bà cầm lách bà quạt mát cho cháu đỡ phải bật quạt, đúng không? Lấy cái bắp tay quạt được mát. Rồi mức độ nặng hơn một chút thì bắt đầu có gì ạ, tạo thành cái ổ khớp của chúng ta bắt đầu bị thoát vị. Thoát vị nhá, người ta gọi là thoát vị đĩa đệm đấy, có nghĩa là cái bao hoạt dịch nó bị rách, nó bục và dịch vị nó chảy ra ngoài nhiều hơn mức bình thường. Còn đối với khớp động thì bắt đầu bị tràn dịch khớp gối đi kèm với cái dịch làm sao máu. Thì ở cái ngưỡng này bắt đầu có nghĩa làm sao chúng ta phải bổ sung, không được bổ sung glucosamine nữa. Mà cô chú anh chị mà đang bị tràn dịch khớp gối mà uống glucosamine vào, hoặc là đang bị bục cái bao sơ là thoát vị đấy, thoát vị đấy, mà uống glucosamine vào thì nó tràn ra nhiều hơn bình thường. Tràn ra nhiều hơn bình thường thì mất mùa không khỏi được, cứ uống vào nó lại tràn ra, uống vào nó lại tràn ra, thì chúng ta phải dừng lại, dừng hoàn toàn, không uống cái gì nữa cả, chỉ ăn mỗi đạm thôi. Nhưng cái lúc này thì không thể ăn được đạm mình tự chế nữa mà buộc phải ăn đạm tổng hợp, có nghĩa là các loại dạng bột đèn gì ấy. Nó vá nhanh cái chỗ đấy lại, thần tốc nó vá cái chỗ bục lại, nó làm mạnh các cơ quan ở xung quanh nên nó cứng lại đèn gì ạ, để tạo ra những cái thành quách mới cứng để không cho cái dịch nó tràn lung tung nó khắp nơi nữa, đúng không? Và đồng thời không uống cồn glucosamine để làm gì, không có cái gì mà tràn thì tự động làm sao cái thành đấy nó vá lại. Sau khi nó vá rồi thì bắt đầu chúng ta mới uống, chứ không phải là lúc đó mà uống thì chỉ có vất đi thôi. Bác sĩ mà kê đơn mà về mình cứ uống tiếp thì cứ đau mãi đau miết, tại vì còn tràn ra thì còn đau thôi, đúng không? Đó, lưu ý nhá, ở cái ngưỡng đã thoát vị, đã tràn dịch khớp gối thì không được uống glucosamine nữa, dừng lại và ăn tăng đạm lên thôi để lấy năng lượng vá xung quanh lại đã. Rồi bước cuối cùng là gai. Đã gai rồi thì chẳng còn làm được cái gì nữa đâu, chỉ có tập kéo giãn thôi. Phương pháp giải pháp duy nhất một là đi phẫu thuật cắt cái miếng gai nó đi, còn bao giờ nó mọc lại thì tính sau, đau quá thì có như vậy thôi. Gai bắt đầu nó chọc lung tung xuyên sang khắp người mình, xong nó tạo ra những cái ổ viêm, thậm chí nó chèn ra dây thần kinh, bẻ cong dây thần kinh, đau tê mỏi bước buốt. Có một số người còn mắc bệnh còn đen đen hơn, lại còn được trượt đốt sống. Trượt đốt sống nhá, thì có thể đốt thắt lưng của chúng ta bị trượt về trước hoặc sau khoảng 1 cm, dẫn tới là toàn bộ hệ thống dây thần kinh của chúng ta bị hỗn loạn hết. Không đau dạ dày nó cũng báo đau dạ dày, và thường những người như vậy thì những người đau xương khớp nhé, là thường là combo ít nhất là 7 8 bệnh. Ví dụ này, nhẹ nhất là táo bón,
nặng hơn một chút là bị trĩ, nặng hơn một chút là có thể bị giãn hàng vị bẹn, ngày xưa các cụ gọi là giãn úng đấy, nặng hơn một chút nữa có thể là xa thành âm đạo, nặng hơn một chút có nữa nhưng có thể là xa cổ tử cung, nặng hơn một chút nữa thì có thể là xa dạ dày, nặng hơn một chút nữa là bắt đầu liên quan đến không hấp thụ được năng lượng, không hấp thụ được năng lượng nhé, ăn vào mà cũng làm sao béo mú u la u lần nhưng mà cũng chả khỏe gì cả, chỉ ăn được năng lượng nó không hấp thụ được vitamin các chất bổ. Nặng hơn một chút nữa thì bắt đầu làm sao, có thể là đau cả dạ dày mà thậm chí là còn ở viêm loét cả mà ngược lên cả trên cổ, gọi là trào trào ngược ấy, mà trào ngược có liên quan đến cả các họng của mình và dẫn tới là bị viêm mũi vận mạch, nhẹ nhất là viêm mũi vận mạch, nặng hơn là xoang, có nghĩa là từ một việc rất là nhỏ nhưng mà lại liên quan rất là nhiều các bệnh giờ đất nỗi linh tinh chi chít ngược lên cổ thì có thể là bị làm sao đau mỏi vai gáy vón cơ khô cơ co cơ, nặng hơn một chút có thể là dẫn tới là thoái hóa hoặc là gai đốt sống cổ thì rất là nguy hiểm, cuối cùng là chẳng làm sao cũng tiền đình. Hôm nay là bão này, bão đầy người tự nhiên này, úi đau đầu thế không chịu được, làm sao mà đau đầu, thời tiết thay đổi, từ trường trái đất thay đổi, rõ ràng mình không nhìn thấy từ trường, mình biết là từ trường có tồn tại trong cuộc đời, mình không nhìn thấy từ trường là gì cả, mình không nhìn thấy bằng mắt nhưng mình biết nó có tồn tại trong đời và mình biết rằng nó ảnh hưởng đến mình. Ngày hôm nay tôi vẫn nói chuyện bình thường, tôi không bị ảnh hưởng bởi thời trường của trái đất, đúng không? Thời tiết thay đổi, bão gió nó hút hết năng lượng về một hướng, nó tạo ra những cái sự xáo trộn, thì ai đó đang đau xương khớp, đặc biệt là họng có đốt sống cổ này, mức độ nhẹ nhất là mức độ loãng xương đấy, mức độ nặng nhất là mức độ gì ạ, hoại tử, thì đốt sống cổ chẳng có mấy khi hoại tử cả, trừ trừ chỉ có khớp gối với khớp háng là hoại tử là nhiều thôi, còn các đốt thắt lưng với đốt sống cổ hầu như còn không bị, thường là chỉ là gai với thoát vị với trượt thôi, đúng không? Rồi thì vừa rồi là toàn bộ những cái triệu chứng của đốt sống cổ nhá, và cái cách sử dụng các loại thức ăn hàng ngày cộng với thực phẩm chức năng đúng cái chu kỳ thì mới chữa được bệnh. Còn cô chú anh chị mà dùng sai, kể cả có dùng thuốc và tất cả những cái bệnh như này đấy, ở lớp mình có chị Nga đang ở Na Uy sinh sống làm việc ở Na Uy này, chị đang sinh sống ở cái đất nước rất là phát triển và tôi cứ chia sẻ thẳng luôn nhé, tôi dạy rất là nhiều khóa rồi, nếu như cô chú anh chị mà bị xương khớp ấy thì bác sĩ cũng không chữa được cho cô chú anh chị đâu, đến gặp bác sĩ, bác sĩ chỉ có thể là đưa gì ạ, giảm đau tiêu viêm thôi, tại vì cái ổ viêm đó thì chỉ có giảm đau tiêu viêm không có gì đâu, glucosamine canxi với các thứ, họ có phải là chuyên gia mà họ ngồi đó họ chờ họ đợi mình để có thể làm sao nhỉ, để chăm sóc cho mình giống như là vợ chăm cho chồng đâu. Từ nãy đến giờ tôi chia sẻ là quá nhiều thông tin, thì trong trường hợp cô chú anh chị bắt được cái điểm nào đó giống mình thì cố gắng là hỏi lại thôi, thì tôi mới có thể là truyền tải nó đúng chính xác, còn không lượng thông tin rất là nhiều không thể truyền được hết trong một buổi được, một tiếng được, có đúng không? Đó có nghĩa là phải biết chính xác tình trạng của mình đang ở đâu, sau khi biết chính xác rồi thì chúng ta mới bắt đầu mới tìm và lựa chọn các cái công cụ để cho thật phù hợp, tránh trường hợp là lợn lành thành lợn què, còn lợn què rồi thì thành lợn toạch luôn, có đúng không? Rồi vừa rồi là toàn bộ những thông tin căn bản nhất, thì sau đây là cô chú anh chị đang mắc ở đâu đó thì cứ hỏi nhé, trên tay tôi đang cầm rất nhiều những cái sản phẩm cũng như là các cái giải pháp để giúp cô chú anh chị giải quyết được phần nào vấn đề của mình. Cô chú anh chị có mắc điều gì ở đâu không, về phát hiện tất cả những tình trạng xương khớp của mình đang mắc phải và cần sử dụng các loại thực phẩm hay là thức ăn gì hàng ngày để có thể giúp cho mình khỏi bệnh nhanh chóng, cộng với cả bài tập yoga luôn, đúng không? Ok, ai đó hỏi trước luôn đi, anh Tài mà anh Trung có muốn hỏi điều gì không? À, Thanh Thủy muốn hỏi rằng là em muốn hỏi bị gai đôi đốt sống lưng, canxi glucosamine có tác dụng gì, có được uống không? Dầu cá có. Ok, chờ chút xíu. Dầu cá uống trong 3 bữa, bữa ăn 3 loại vào bữa ăn được không? Ok, dầu cá đầu tiên nhá, dầu cá là vitamin tan trong dầu. Chúng ta có hai loại vitamin, một loại là vitamin tan trong nước, một loại là vitamin tan trong dầu. Vitamin tan trong nước có nghĩa là chúng ta uống trước bữa ăn ít nhất là 1 tiếng, hoặc uống sau bữa ăn ít nhất là 1 tiếng thì mới hấp thụ được hết. Còn chúng ta uống trong bữa ăn thì không hấp thụ được. Và hoa quả là vitamin tan trong nước ấy, thì hầu hết chúng ta đều ăn hoa quả trước hay sau bữa ăn 1 tiếng đúng không? Thì mới hấp thụ được, chứ không là chỉ là ăn được mỗi đường thôi. Vừa ăn cơm xong mà ngồi xuống ăn hoa quả luôn thì chỉ có bụng to tướng, phí hoa quả đúng không? Rồi, và vitamin tan trong dầu là vitamin A, D, E và K. Thì vitamin dầu cá là một loại vitamin tan trong dầu thì uống trong bữa ăn hoặc uống ngay sau bữa ăn nhé. Vừa ăn cơm xong vẫn uống luôn. Canxi và glucosamine có sử dụng được trong trường hợp gai đôi đốt sống không? Thì ban đầu tôi chia sẻ rồi thôi, đã gai rồi thì uống vào là phí, chả tác dụng gì cả, có nghĩa là nó có tác dụng nhưng mà ít lắm, không đáng kể, thì chỉ có thể tập kéo giãn thôi và uống đạm để làm sao để làm mềm và mạnh cơ của mình ra đã. Lý do tại sao lại bị gai nhỉ,
là do cơ của mình đã khô thành khô bò rồi, khô gà rồi. Nó khô thì nó phải ngắn lại chứ. Người ta tập thì kéo giãn được rất là sâu. Tại vì sao? Cơ của tôi nó dài, nó cứ dập xuống luôn đó. Nó rất là dài, nó co giãn tốt, nó giống như miếng thịt tươi đấy. Miếng thịt tươi chúng ta cầm cái miếng thịt bò chúng kéo giãn ra, nó lại tạch, nó dính được vào nhau. Nhưng cái miếng thịt khô thì kéo sao được. Mà miếng thịt khô thì có nghĩa là ngắn, và những người mà tập cái đấy căng duỗi chỉ bới bới đây đây. Ui đau lắm chứ, chết rồi cô giáo ơi. Đau lắm không tập được đâu. Có nghĩa là thịt của mình thành khô bò, khô gà rồi, đúng không? Mà không ai bảo cho mình biết thì mình cứ mình sống chung với lũ như vậy thì càng ngày nó càng yếu đi thôi, đúng không? Thì bị gai đôi rồi, có gai đôi có nghĩa là bên trên có gai mọc xuống, bên dưới có gai mọc lên, chứ không phải có hai cái gai mọc từ trên xuống đâu nhá. Mà trên có 5 7 10 gai, bên dưới có 1 2 3 4 5 7 10 gai mọc ngược lên thì gọi là gai đôi, hai đầu đều mọc gai. Thì trường hợp mọc gai thì có nghĩa là thịt là dai và khô hết rồi. Hầu hết nam giới là rất là cứng, thịt thành khô bò và khô gà hết rồi, thậm chí giờ thành thịt treo gác bếp rồi, cứng đơ rắn cân rồi, lấy cái bào thì mới có thể bào ra được mà ăn, chứ còn không mềm như thịt chị em, đúng không? Đó thì hầu hết nam giới là bị thoái hóa mức độ nặng, cũng là gai là như vậy. Còn những người mà nữ giới mà lười tập quá lâu ngày là cũng bị như vậy. Uống canxi với glucosamine vào là phí, thì chuyển gần canxi với glucosamine trở thành đạm. Đạm nhá, gai chọc sang ngang thì toang rồi, gai chọc sang ngoang thì đau linh tinh sờ beng rồi, chọc vào dây thần kinh rồi, đau không chỉ dừng lại ở mông mà sắp chuẩn bị xuống cả chân nữa rồi, tê hết cả chân lẫn mông rồi, nặng lắm rồi, chỉ có tập thôi, kéo giãn và kéo giãn đó. Trong quá trình kéo giãn thì ăn tăng thịt cá lên để nó thịt của mình nó nhanh chóng lấy chất, nó mềm ra, thì tự động cái xương nó cách ra xa khỏi nhau, thì tự động theo thời gian nhá, nó cách ra xa khỏi nhau thì nó sẽ mòn dần đi thôi, nó giống như vết sẹo lồi sọ lõm đấy, tự động nó sẽ mòn dần đi, đúng không? Đó. Nhưng mà có người thì 1 năm thì nó đã khỏi, có người 5 năm, 10 năm, có người 20 năm. Vậy thì bây giờ ăn tăng đạm lên, tăng đạm lên, tăng thịt cá lên, nhưng vẫn theo công thức nhá, theo công thức, chứ không phải là ăn nhiều quá trong thời gian dồn dập thành hút thì toạch, đúng không ạ? Rồi. Bạn Trung bảo là anh Trung, anh có hỏi rằng là hình như đang bị dạng 3, đau đốt xương cổ và lưng. Nếu như trong trường hợp bị đau đốt xương cổ và lưng ở cái mức độ 3 thì có nghĩa là đau om rồi, đau om đúng không? Và mẻ, hoặc là đau ê ẩm một vài địa điểm, vài chỗ. Vậy thì ở cái thời điểm này thì tập luyện là hiệu quả nhất, và tập luyện sẽ dễ dàng trải nghiệm, cảm nhận được cái sự thay đổi nhanh chóng nhất. Đây là một cái công cụ rẻ tiền nhất nhá. Không có cái gì rẻ tiền hơn đâu, rẻ tiền hết cỡ rồi. Chứ mình mà bảo rằng là tôi lại tôi cứng nó tôi không tập được đâu, nói hơi quá. Chả việc gì trong trên đời này là không làm được cả. Chỉ là mình có muốn làm hay không làm thôi. Thiếu đi nước thịt người không ăn được thì phải chịu đi, chứ còn đã muốn là làm được hết. Đúng không? Thì chả có yoga chứ có cái gì đâu mà không tập được. Tập là khỏe lên mà, chứ có phải tập để hành hạ đày đọa mình đâu. Và trong cái ngưỡng đó thì uống glucosamine là cực kỳ hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả luôn, chúng ta cảm nhận đến ngay tức khắc. Tất nhiên là trong quá trình tập được hướng dẫn về cảm thọ thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự thay đổi nó nhiều và rõ ràng hơn. Tránh cái trường hợp là rõ ràng là mình có sự thay đổi nhưng mà mình sống nó hời hợt quá, không tình cảm, hoặc là không giàu cảm xúc, thành ra mình cũng chả cảm thấy cái gì cả. Rõ ràng là có thay đổi nhé, có thể là thay đổi đến 20-30% theo hướng tích cực, nhưng mà mình hời hợt quá, tôi chả thấy gì cả, uống mãi rồi tốn mất mấy triệu tiền thuốc mà chả thấy gì cả. Thực ra là có sự thay đổi nhưng mình không cảm nhận thấy gì cả, đúng không? Hoặc là lấy cái ví dụ nhé, có rất nhiều người này nằm ở trên giường con kiến nó cắn, có người thì con kiến nó bò trên người nó thấy ngay, khó chịu ngay, đúng không? Nhưng có người thì có khi bị kiến cắn cũng chả thấy cảm thấy gì cả, tại vì người ta có cảm xúc đâu, đúng không? Okay. Người ta không nhạy cảm, đúng không? Rồi. Đây này. Anh Trung cố gắng nhé, lên dùng loại nào thì glucosamine, bổ khớp và ăn tăng một chút thịt cá lên. Tại ngưỡng đấy chưa cần dùng tới đạm protein tổng hợp, còn tập được nữa thì tuyệt vời. Đấy cái gì glucosamine giờ rẻ lắm, mua ở đâu cũng có mà. Tất nhiên là đừng ra hiệu thuốc mua nhé, tốt nhất là mua ở những cái hãng thực phẩm chức năng. Và bây giờ mấy năm gần đây, 3 năm trở lại đây thì các hãng thực phẩm chức năng của Việt Nam mình sản xuất cực kỳ nhiều và rất là rẻ. Còn có điều kiện tốt thì mua ở các hãng thực phẩm chức năng nước ngoài. Đừng mua hàng sách nhá. Hàng sách mình không kiểm chứng được đâu, không thể kiểm chứng được hàng sách, hoặc là hàng anh em bạn bè sách về, tốt nhất là đừng có dùng. Nhà tôi chả thiếu gì mà chả bao giờ dám dùng, chỉ nhận thôi, để đấy thôi, chứ cũng không dám cho ai luôn. Rồi cô chú anh chị muốn tương tác điều gì mình tương tác đi, hoặc là mình nhắn tin luôn trong trong Zoom cũng được. Mình không có nhiều thời gian, chỉ có khoảng 20 phút nữa thôi, có 1 tiếng thôi. Lượng thông tin mà trao đi nhiều quá thì sẽ làm sao quên bài mất. Rồi vừa nãy thì có một chị muốn hỏi rằng là muốn tăng cân. Thường là người mà trung cao tuổi đấy, ở độ tuổi tầm trên 40 tuổi đấy. Thật sự mấy cô chú anh chị là những cái năm mà tôi làm việc cho đến tận bây giờ đấy, nhiều người nghèo lắm, nghèo khủng khiếp luôn. Đã nghèo rồi lại còn hạn chế kiến thức.
cộng với là các cái mối quan hệ liên quan đến những cái người chăm sóc sức khỏe cho mình lại không có. Ví dụ cụ thể nhé, mình đã ít ít tiền rồi, xong mình lại không có nhiều cái điều kiện để chơi với những người có kiến thức hoặc là cái đội nhóm có kiến thức chăm sóc sức khỏe, thành ra mình không có kiến thức để tự chăm bản thân mình. Hơn nữa là khi mà có sự việc xảy ra, đi viện đi viết cái thứ đấy, mình đến cái thẻ bảo hiểm y tế mà mình cũng chẳng chẳng biết mua nữa cơ. Không ai bảo cho mình biết, mình không biết là mua có cái thẻ tồn tại trong đời, đúng không? Có hơn triệu bạc một năm thôi mà mình cũng chẳng mua được. Thêm nữa là trong trường hợp nhập viện thì mình chẳng quen ai cả, chẳng quen bác sĩ nào cả, đi vào cứ ngây ngây ngơ ngơ ấy, như người ngố ấy, đúng không? Đấy thì có phải là thiệt thòi không? Mình thiếu thốn đủ thứ như vậy thì làm sao mà khỏe mạnh được? Vậy thì chúng ta đang có cái nhóm tốt như này, có cả lớp tập nữa, thì cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút mình tiếp cận. Cô chú anh chị mắc ở đâu đó thì tôi có thể là hỗ trợ được rất là nhiều, thậm chí là các cái bệnh viện ở tuyến trung ương. Bệnh viện tuyến trung ương nhá, thì tôi có các thầy các cô hướng dẫn, thầy cô nhé luôn làm viện trưởng luôn đấy, thậm chí là trưởng khoa luôn, và hỗ trợ được rất là nhiều. Còn trong trường hợp là mọi người tiếp tiếp cận sâu cơ thì mới có thể có nhiều cái cơ hội mà giúp đỡ mọi người nhiều hơn, đúng không? Ok rồi, quay lại vấn đề. Có một chị buổi sáng bảo rằng là vâng ạ, ai hỏi đấy ạ, có chị nào vừa tương tác đấy ạ? Rồi, có một chị buổi sáng chị hỏi rằng là có muốn những cái thực phẩm hỗ trợ thải độc gan. Thải độc gan thì nhiều lắm, cái trên tay tôi đang cầm cái nọ của hãng Amway. Tôi có rất nhiều hãng thực phẩm chức năng khác nhau nhé. Hiện tại tôi đang dùng 3 hãng chính. Thứ nhất là hãng Herbalife, thứ hai là hãng Amway, và thứ ba là hãng Ulicity. Tại sao lại phải biết 3 4 hãng như vậy? Ngoài ra thì biết thêm khoảng 4 5 hãng thực phẩm chức năng của Việt Nam sản xuất nữa. Tại vì có hãng thì thực phẩm một số sản phẩm rất là tốt, nhưng lại có một số sản phẩm thì lại không tốt. Và có một số hãng ngược lại, có rất nhiều sản phẩm không tốt nhưng lại có một sản phẩm rất là tốt. Chính vì vậy mà phải cần rất biết rất là nhiều hãng. Ví dụ như hãng Herbalife thì có cái sản phẩm đặc biệt nhất là cái sản phẩm dành cho tim mạch và cái lọ đạm đen dùng để vá tất cả những cái cơ rách cơ hỏng trong người, hai cái loại gần như là tuyệt vời nhất, các hãng khác không có. Thì giả thiết như hãng Ulicity lại lại có cái bộ thải độc rất là tốt, uống cái bộ thải độc và thải độc toàn bộ, thậm chí là thải độc cả ký sinh trùng. Chúng ta mà bị cần phải tẩy giun ấy thì mình chỉ uống thuốc giun đúng không, nhưng khi cái bộ sản phẩm đó thì thải độc được cả, làm sao tẩy được cả ký sinh trùng, có nghĩa là sán đấy, có sán ở trong người mình đấy, đúng không? Rồi thì hãng Amway cũng vậy nhé, lại có những cái lọ thải độc gan, hỗ trợ chức năng gan, hỗ trợ gan thải độc, đẩy độc tố ra khỏi khỏi lá gan nhanh lên, ra càng nhiều càng tốt, đúng không? Thì các hãng khác lại không có, thì cần phải biết khoảng tầm 3 4 hãng trở lên, đồng thời với 3 4 hãng của Việt nữa, để làm sao mà có cái giá trị, cái túi tiền vừa vừa thôi để ai cũng có thể dùng được. Người nào đó mà ít ít tiền thì mua nhiều loại sản phẩm, mua dần một hai lọ có cái hãng nào đó rẻ rẻ một chút, còn điều kiện tốt thì mình mua ở những cái sản phẩm, những cái hãng tốt, có đúng không? Đó, nhiều lắm. Cô chú anh chị muốn tương tác điều gì không liên quan đến xương khớp? Bạn Mai có muốn tương tác điều gì không? Nguyễn Mai. Dạ em mới thấy ơi. Nguyễn Mai có muốn hỏi Em điều phải gì? nhắn tin Nhắn tin à? đấy. Em thì em cũng bị phồng đĩa đệm mới thấy. Ok, phồng Dạ em có bị đĩa phồng đệm thì em đang ở cái ngưỡng mấy em nhớ rồi đúng không? Phồng đĩa đệm là đệm. tương đương với gì nhỉ? Bắt đầu mẻ ở các đốt xương sống, các đốt bất các đốt xương động nhá, là các ổ khớp động thì bắt đầu mẻ cái lớp sụn. Còn đối với phồng đĩa đệm thì là ở các đốt gì nhỉ? Đốt bán động, là toàn bộ các đốt cột sống ấy, thường là phồng đĩa đệm thì hay ở các đốt thắt lưng. Các đốt thắt lưng hoặc đốt sống cổ. Thì những người làm văn phòng thì hay bị đốt thắt lưng nhiều hơn, xong sau đó đến đốt sống cổ. Thì phồng đĩa đệm chỉ cần ăn tăng đạm lên thôi. Tại vì muốn vá cái chỗ đó lại thì buộc phải ăn tăng đạm. Làm sao để vá lại càng nhanh càng tốt, để làm dày cái chỗ đấy lên, hoặc là uống glucosamine vào, tại chúng ta chưa tổn thương vào khớp mà, mới tổn thương vào cái đĩa đệm mới thôi. Phồng cái bao hoạt dịch, cái bao xơ đấy nó bị rão, thì chất liệu gì tạo ra cái bao xơ đó, chúng ta ăn cái chất liệu đó vào, đúng không? Hoặc bây giờ em ăn tăng cái lượng đạm thực vật lên cũng được, hoặc là mua whey thực vật. Whey thực vật thì hãng Herbalife thì không có, nhưng mà whey thực vật có, whey thực vật thì Herbalife có, là cái lọ đạm trắng ngắn ngắn này này, và whey thực vật ở trong nhóm hãng Amway cũng có, thì cái lọ rất là to to đùng này. Whey thực vật thực ra là cái gì ạ? Hột hạt, đặc biệt là đậu tương đấy, cứ nghiền cho thôi. Nhưng đậu tương của người ta đã phân lập rồi, còn đậu tiên của Việt mình nó không phân lập được, thành ra là đậu lành không phân lập nhá, thì lại có cái tác dụng là có thêm một cái tác dụng phụ, đó là đối với những người có u đấy, đặc biệt là tuyến giáp thì lại ảnh hưởng ít nhiều. Thành ra là mọi người khuyến cáo là không nên sử dụng những loại đậu lành không phân lập, thì chúng ta buộc phải sử dụng đạm từ thực phẩm chức năng thôi, từ các hãng họ đã phân lập được rồi.
có cái công nghệ đó đúng không ạ? Còn đừng cứ tự chế ra, chứ tự chế ra thì lại ăn luôn cả cái mầm đậu nành vào thì cũng cũng không ổn. Ok. Rồi tuyệt vời, bạn Trung bạn muốn tham gia lớp học dinh dưỡng tập luyện và đọc học lớp thầy trong một thời gian khỏe. Ok, dưỡng tập luyện rồi đăng kinh. Nguyên Mai bị phồng đĩa đệm thận rồi, ok thận thì có bác sĩ rồi. Bạn Khánh Giang có hỏi rằng là muốn xin tên hãng các bộ sản phẩm thải độc với hãng thì Uli City nhá. Các bạn đang học các khóa huấn luyện viên, mà trong trường hợp các bạn muốn thầy dẫn rất lâu dài để trở thành huấn luyện viên yoga trị liệu đấy. Còn mình học huấn luyện viên yoga trong giờ rồi, 200 giờ rồi, học tiếp khóa huấn luyện viên yoga trị liệu rồi mà không biết về thực phẩm chức năng và các loại thức ăn hàng ngày để có thể hỗ trợ chữa bệnh cho mình thì thực sự là quá là đáng tiếc. Phí cực kỳ luôn. Chúng ta đang sở hữu những cái công cụ rất là tuyệt và học cực kỳ dễ thì cố gắng ít nhất mình cũng phải tối thiểu nhé, mình cũng phải học và hiểu được một hãng thực phẩm chức năng. Chứ chưa cần bán buôn gì cả, chỉ để dùng thôi, chỉ lấy một vài sản phẩm tốt để dùng cho bản thân mình thôi. Còn có điều kiện tốt hơn thì học đến hãng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Còn trong trường hợp lười quá thì tôi cứ hỏi thầy cho nhanh, đúng không? Trong trường hợp lười quá thì cứ hỏi, tại vì đôi khi học hết tôi cũng chả dùng vào việc gì đâu. Có nhiều sản phẩm tốt quá mình cũng chả có cơ hội dùng tới, có lẽ cả cuộc đời chỉ dùng vài sản phẩm thôi, đúng không? Thì tội gì phải học quá nhiều cho mệt mỏi ra. Nhiều khi sản phẩm rất tốt nhưng lại không có người sử dụng, đúng không? Những canxi với glucosamine với cả đạm thì hầu hết ai cũng dùng, hầu hết ai cũng dùng. Bây giờ ngoài ra thì có thải độc gan nhiều người dùng lắm, còn thải độc ký sinh trùng nữa thì càng nhiều, thải độc toàn thân nữa thì cũng càng nhiều. Hầu hết ở hãng Uli City nhá thì họ có bộ sản phẩm thải độc ở trong được khuyến cáo và được khuyên dùng ở trong dược thư thế giới luôn đấy, có nghĩa là dành cho điều trị, hỗ trợ điều trị luôn đấy. Những người liên quan đến thí dụ như Nguyễn Mai đấy là sử dụng bộ sản phẩm thải độc ở Uli City là chuẩn 100% luôn đấy. Hỗ trợ tất cả cơ quan tạng của mình thải độc. Hãng Uli City có nhiều lắm, em có hỏi đại đâu đó cũng được. Còn hoặc là thôi thì lười lười một chút thì cố gắng trong trường hợp mình nhọc nhọc một chút thì mình học 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 lấy cái thẻ học dễ lắm, nhanh lắm. Chỉ đưa cho họ cái gì nhỉ? Cái chứng minh thư, cái số tài khoản với tên các thứ, thế là xong. Họ tự học cho mình chỉ mua mỗi cái bộ thôi. Còn khi nào đó mình có rỗi thời gian thì mình học xong. Còn mình sử dụng thì tốt, chả tội gì không mua lấy cái tên, làm lấy cái thẻ mua cho rẻ. Đúng không? Mua được rẻ, mua giảm lên mấy chục phần trăm đấy. Chắc là một bộ đấy mình có giảm được tầm 20% đấy. 20% thì tội gì? 1 triệu thì giảm được 200 nghìn, tốt quá gì nữa đúng không? Thì mình mới dùng lâu dài đấy chứ, có thể là mình không dùng được 5 3 thứ, 10 thứ, tội gì. Ok, còn trong trường hợp các bạn mà muốn có những cái thẻ đó nhá thì các bạn cứ hỏi thầy, thầy sẽ hỗ trợ đúng không? Còn trong trường hợp có bạn bè mà có sẵn rồi thì càng tốt, cứ chủ động thôi. Còn muốn về đội của nhau để có thể hỏi được nhau nhiều hơn thì dính nhau nhiều càng nhiều càng tốt đúng không? Rồi mọi người muốn tương tác thêm điều gì nữa không ạ? Đúng rồi. Thủy thì tôi chịu khó học, tôi rất là chịu khó học rồi nhưng mà tham quá thì cũng không ổn, dùng cái gì chính thì cứ xài trước đi đã, đúng không? Cứ học dần mỗi ngày một chút, nó nhiều lắm, học mãi không hết được đâu, nhiều cực kỳ luôn. Chăm sóc sức khỏe chủ động là một cái bầu trời kiến thức mà, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi. Ok. Có ai muốn tương tác thêm điều gì không ạ? Chị Duyên có muốn hỏi điều gì không? Mẹ Duyên để hẳn là mẹ Duyên luôn, ok luôn đó. Như chị Duyên có điều kiện tốt tốt mà lao động làm việc cũng nhiều thì cố gắng sử dụng thêm một vài loại thực phẩm chức năng, ví dụ như là hôm nào chị thử trải nghiệm nhé, trải nghiệm luôn nhé, thầy cho chị trải nghiệm. Có thể uống cái lọ Lactoguard của Herbalife, hôm nào đó mà mình chỉ ngủ có khoảng tầm 3 tiếng thôi mà buộc phải ngủ chỉ được 3 tiếng 4 tiếng thôi thì mình uống thử khoảng 2 thìa, ngày sau dậy vẫn thoải mái sảng khoái như bình thường, như bình thường mà không cảm thấy mệt, không cảm thấy nhọc gì cả. Và những người thực sự mà cần phải đến 8 tiếng một ngày để nghỉ ngơi hồi phục ấy, đấy là những người mà ăn uống gọi là bình dân, ăn uống bình dân. Chứ thực sự bây giờ mà ngủ 8 tiếng một ngày đại gia quá đúng không? Chứ bình thường bây giờ chỉ được khoảng tầm 6 tiếng rưỡi một ngày thôi là sang lắm rồi, chứ Đúng mà rồi. 8 tiếng một ngày đúng là đại gia rồi. Em cứ trung bình là 5 đến 6 tiếng nhưng mà em vẫn không mệt thầy ạ, à? Vẫn bình thường. Đó thì bây giờ thì mình sức khỏe mình còn đúng không, năng lượng mình còn tràn đầy đi, giọng còn sang sảng. Thôi thì cố gắng cứ duy trì được bao lâu càng tốt. Còn trong trường hợp cảm thấy nó yếu yếu đi khoảng 5-10% thì mình phải kéo lên ngay, đừng để nó Dạ. sụt xuống tầm 15-20% thì nó có nghĩa là nó thành thành vấn đề mất rồi. Nó cứ sắp Vâng. xỉ khoảng 5-10% thì cũng giống như cái khớp của chúng ta đấy,
nó chỉ ở mức độ nhẹ nhẹ xíu thôi, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi một một vài bữa nó lại hồi ngay đúng không? Đó. Vâng. Đấy thì cả lớp mình có thấy rằng là chị Duyên chỉ ngủ có 5 6 tiếng một ngày thôi mà vẫn khỏe mạnh. Đúng không? Thì chắc chắn là phải tập luyện tốt rồi, ăn uống tốt rồi, ý thức chăm sóc sức khỏe cũng rất tốt rồi. Chứ người bình thường mà ngủ 5 6 tiếng một ngày chắc cứ vật vờ ngày luôn, đúng không? Ok. Vâng. Rồi. À, có một câu hỏi là khớp khớp kêu lục cục, thi thoảng phát ra tiếng khi vận động thì chỉ cần bổ sung canxi và glucosamine đúng không thầy? Đúng rồi đấy, khớp kêu lục cục có nghĩa là cái dịch ở ở cái lớp sụn và cái dịch ở trong cái bao hoạt dịch nó tiết không đủ cái lượng cần thiết, dẫn tới là cái đầu sụn nó va nó cọ vào nhau, và tiếng kêu lục cục đấy là cái tiếng động phát ra từ bao hoạt dịch và tiếng động phát ra từ cái lớp sụn. Vậy thì chỉ cần bổ sung glucosamine nhiều, còn canxi thực ra cũng không cần. Canxi trong trường hợp loãng xương thì mới cần, còn không thì không cần. Tại vì tiếng lục cục đấy là không phải kêu từ xương mà kêu từ lớp sụn, đúng không? Kêu từ cái ổ chính ra là cái bao sơ đấy, cái bao hoạt dịch đấy. Đó thì cần ăn thêm vào một chút để tránh trường hợp nó bị giãn, nó bị mỏng, lâu ngày quá nó thành phồng đĩa đệm thì toi, đúng không? Nhưng Nguyễn Mai là mức độ nặng hơn là trở thành phồng đĩa đệm mức độ 3 rồi, đúng không? Rồi, mọi người muốn tương tác thêm điều gì không ạ? Các chị, các cô, các chị thì tập ở lớp sáng rồi thì cứ mỗi ngày nghe thầy giải thích một chút. Dòng Jin Yoga mà thầy đang dạy đấy, động tác rất là đơn giản nhưng giữ rất là lâu thời gian, và cuối cùng mục tiêu là giúp chúng ta cảm thọ cơ thể của mình thật là tốt để biết chính xác cái bộ phận đấy là đang bị làm sao, đang bị ở mức độ 1. Mức độ 1 là gì ạ? Loãng xương hay là mức độ hoại tử xương. Rất nhiều người đến mức hoại tử xương cũng chả biết gì, tất cả những triệu chứng họ báo từ rất là sớm nhưng mình chả biết gì cả, đến cái mức độ đau quá không thì chịu đựng được nữa rồi. Thì cách đây tầm khoảng nửa tháng, ai đó đang ở lớp mình không có ai là tập lớp 3 giờ chiều của thầy, 3 đến 4 giờ chiều lớp ập ấy nhá, là có một bạn hơn thầy có 1 tuổi mà vừa đi thay một cái khớp là do hoại tử khớp háng đấy. Cái bạn ấy chồng bạn ấy, bạn tên là Hiền, chồng bạn ấy sản xuất, chuyên sản xuất cái gì nhỉ, chuyên sản xuất cái gì để quấn vào cái ống lạnh của điều hòa đấy, cái ống lạnh, cái ống dẫn hơi lạnh vào điều hòa vào vào trong nhà đấy, cái cao su cuộn cuộn đấy ở cái ống đấy thôi. Thay cái khớp háng, một cái khớp háng hoại tử, và chắc chắn là sớm hay muộn cũng thay lốt cái khớp còn lại thôi, vì thầy có 2 người bạn cũng đã thay rồi đó, thì mình chỉ là thay sớm hay thay muộn thôi, sớm hay muộn cũng thay lốt thôi. Ok, Thủy muốn hỏi điều gì thì tương tác đi Thủy ơi. Alo thầy ơi, Vâng ạ. em muốn cho hỏi một mày câu là nếu mà cái máy đo nó thể hiện cái máy không thầy? bình tĩnh một chút xíu, Thủy hỏi trước nhá. Thủy nhường cho anh Mạnh thì anh Mạnh hỏi trước đi. Thầy ơi cho em hỏi này, khớp háng bây giờ tập thấy nó đau rồi thì làm nào nhỉ? Khớp háng mà đau rồi thì vừa rồi anh phát hiện ra là mình đang ở ngưỡng mấy chưa? Chắc chắn nó không phải là ngưỡng loãng xương rồi. Ở ngưỡng thứ hai bắt đầu có tiếng lục cục chưa? Có thầy ạ. Có rồi, thì thông qua những cái động tác yoga, anh có tập yoga không? Có thầy ạ. Nếu như anh tập yoga thì các cái test kiểm tra của yoga, ví dụ như thế anh hùng quỳ vừa rồi đấy, mà mình đổ người về phía trước mình thấy đau chối ở trong ổ khớp, mình gặp người phía trước này mình thấy đau tức và chối ở trong ổ khớp, cái cảm giác mà đau ở da thịt nó khác hoàn toàn với đau ở ổ khớp, đau khác đau hoàn toàn với dây thần kinh nhé. Thì anh không tập ở lớp của thầy thì thầy không thể truyền tải được thông điệp, nhưng cụ thể như sau này: đau vào da thịt khác cảm giác đau vào ổ khớp xương và cũng khác hoàn toàn đau khi được chạm Đau dây thần kinh đấy. Thì giả thiết như bây giờ đau anh gặp ở người đau phía khớp trước xương thầy ạ. đau khớp xương rồi đúng không, vậy thì cái ổ khớp của anh đấy, Vâng. cái lớp sụn đấy, gặp phía trước của lớp sụn vừa có tiếng kêu lục cục vừa tiếng tức tức vừa chối và trong trực tiếp trong ổ khớp xương đấy, vậy thì có nghĩa là đã bị mẻ nhiều chỗ rồi, hoặc là mẻ thì nghe hơi kinh, có nghĩa là một có chỗ mình mỏng, có chỗ thì bình thường, có chỗ thì làm sao bị vạt mất một miếng rồi, và khi mình gập về trước thì cái biên độ xoay nó trượt ra khỏi vị trí và nó cọ cái xương vào nhau, chứ không phải là cái lớp sụn nó cọ vào nhau nữa, mà cái lớp xương nó lộ nó cọ vào nhau thì thấy tức thì chối, thậm chí là đau là hơi hoảng hoảng một tí, đau quá thì nhổm dậy ngay một tí đấy. Thì ở cái ngưỡng này nhá, là không được uống canxi mà chỉ được uống đạm với cả glucosamine thôi, mức này khá nặng rồi, gần đến tràn dịch rồi. Nếu như trong trường hợp là ở khớp gối thì sắp đầu xấp xỉ đến tràn dịch, với thang điểm là khoảng 7 điểm chuẩn bị tràn dịch rồi, thì uống đạm tổng hợp hoặc là xay tất cả các loại đạm động vật thực vật ra thành bột hoặc là thành dạng lỏng nhá, mà mút. Mọi người có nhớ là có sinh tố gà, sinh tố bò không? Những cái người ta tập gym đấy, người ta xay sinh tố bò với gà ra, người ta nấu chín thịt bò thịt gà lên cho máy sinh tố xay nhuyết ra thành cháo, xong cắm cái ống mút vào mút cho nhanh đúng không,
nút như vậy để làm gì, thần tốc đưa cái nguồn năng lượng đó vá nhanh chóng vào cái chỗ đó. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ được vài chục phần trăm thôi, còn có điều kiện tốt thì ăn cái đạm đen nó vá rất là nhanh. Và khi mình có tổn thất thì mình sẽ trải nghiệm nhá. Trải nghiệm đây này, mình sẽ cảm nhận cái sự thay đổi nó rất là nhanh, một vài tuần hoặc là cùng lắm là khoảng tầm nửa tháng thôi, tự nhiên thì nó bớt cái lục cục, hết cái lục cục. Vậy thì chúc mừng, có nghĩa là có sự thay đổi rất là nhanh, mình cảm thọ đến cái tức khắc, đúng không? Mức độ của anh là mức độ thứ ba rồi. Ok, uống glucosamine, uống tăng tăng đạm tổng hợp lên một chút, đạm tổng hợp rẻ lắm. Trong trường hợp muốn mua lại tốt thì hỏi thầy, còn trong trường hợp mình cứ tiện đâu mua đó cũng được, chả sao cả. Còn ai đó người ta chăm mình thì người ta sẽ bán những loại đó. Còn đạm tổng hợp mà của Herbalife thì chỉ có mỗi đạm đen thôi thì là dùng được. Còn có các loại đạm khác thì hầu hết đều là đạm thô và là đạm thực vật, thì cái quá trình nó vá nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Đó, tránh trường hợp là lỡ đâu mình lại uống canxi vào, hoặc là mình để lâu quá nó lại mẻ ra nhiều chỗ hơn, mà vô tình mình ăn uống bình thường hoặc là ăn quá miệng một cái gì đó nó lại mọc thành thái hóa thì toang, đúng không? Nó gai nó hơi nhú nhú lên một chút thôi chứ chưa mọc gai chéo đâm chéo cho các hướng. Cái gai của mình sau này nó mọc như gai bồ kết, mọi người nhớ cái gai bồ kết không? Cứ tu tủa mọc với các hướng cả chùm gai, thì gai ở các cái đồ khớp cũng tương tự như vậy, thì cố gắng đừng để cho nó mọc gai dài là được rồi. Thủy có muốn tương tác thêm điều gì không? Anh Tài Mạnh cũng muốn hỏi điều gì Có thì. cơ. Vâng. Cảm ơn thầy ạ. Vâng. Em muốn hỏi là cái máy đo nó chỉ thể hiện cái lượng canxi. Em nói lại em nào. Nó to lên. Em muốn hỏi là cái máy đo nó thể hiện cái lượng canxi thiếu hay không, với lại lượng em muốn hỏi là cái lượng máy đo nó thể hiện cái sự canxi thiếu với hay không, với lại lượng mỡ thừa có cái lượng lớp sụn hay không, nó có báo hiệu được không thầy? Cái lớp sụn thì nó sẽ không báo được nhá, nhưng canxi Ừ. thiếu là sẽ báo được, canxi thừa là báo được, đúng không? Lượng mỡ thừa, lượng cơ thừa, cơ thiếu là sẽ báo được hết, nhưng riêng lớp sụn thì không báo được. Sụn này không có liên quan gì đến 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 thịt, cũng chẳng có liên quan gì đến xương, rất là khó tính toán được, thì chỉ thông qua tầm cảm thọ thôi, thông qua các bài tập, các test kiểm tra thì mình biết được thôi. Ok đó. Trong trường hợp mà mọi người muốn hiểu sâu hơn thì có lẽ phải buộc phải tập với thầy thôi, thì trong quá trình tập thì mỗi ngày chia sẻ được một chút, chứ không phải nói chuyện vài ba câu mà hết được đâu. Thì mình cứ coi rằng là buổi sáng ấy thì mình để dành cho khoảng 1 tiếng mình để chăm sóc sức khỏe cho mình. Còn trong trường hợp mình muốn tập vào những cái thời gian khác thì mình cứ nhắn tin, thì thầy sẽ có lớp khác để dành cho mọi người, đúng không? Đó, có nghĩa là chúng ta cũng phải yêu bản thân một tí cơ, chứ còn cứ coi là không cần thiết lắm thì chúng ta cũng không có cơ hội chạm đến nhau đâu. Rồi, chị có quan tâm, chị để tên là iPhone thì thầy cũng không biết tên là ai, nhưng mà chị bảo rằng là chị có quan tâm tới đạm tổng hợp. Vâng, đạm tổng hợp thì thầy có rất là nhiều loại. Và quan trọng là chị phải cho thầy biết rằng là chị có nhắn tin sau nhé. Chị đang có vấn đề gì thì thầy mới có thể chuyển đúng cái loại đạm đó. Chứ không phải là cứ đạm tổng hợp là đạm tổng hợp nhé. Đạm tổng hợp có 2 loại. Thứ nhất là đạm thô, thứ hai là đạm tinh. Và trong đạm thô, đạm tinh cũng được chia thành 2 loại. Một là loại thực vật, hai là loại động vật. Đối với một số trường hợp có tổn thương cơ thể thì buộc phải sử dụng loại động vật để nhanh chóng vá lành ngay. Còn đối với trường hợp mà không bị tổn thương hoặc tổn thương rất là nhỏ thì chúng ta ưu tiên sử dụng đạm thực vật. Đạm thực vật nó chậm một chút nhưng mà lành, đúng không? Nhất là đối với người trung cao tuổi thì hiệu suất cho sự hiệu quả nó cực kỳ cao và không có độc hại gì cả, đúng không? Rồi, chị có muốn nói điều gì không? Chị muốn hỏi điều gì không ạ? Các chị có muốn tương tác với điều gì không ạ? Lượng kiến thức về chăm sóc cơ thể có rất là nhiều và nhiều ở chu kỳ khác nhau nhé. Thì thầy lấy một cái ví dụ cho nhỏ để cô chú anh chị thấy rằng là hoàn toàn có thực nhé. Thường thì chúng ta là hay cứ nhìn một ai đó người ta uống rượu, hay là người ta ngủ nhiều, hay là người ta mải chơi, thì mình bảo người ta là không chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, xấu tính. Tuy nhiên thì ở độ tuổi nào cũng xấu tính hết, chẳng có độ tuổi nào nó không lười cả. Ví dụ như độ tuổi trẻ thì chúng ta ham chơi, ham nghịch, đúng không? Cầm cái điện thoại nó suốt ngày lướt tóc tóc, thì mình lại bảo mắng trẻ con là lười học suốt ngày chơi, nhưng bản thân chúng ta thì lại uống rượu, bản thân bố thì lại uống rượu, mẹ thì lại ăn thừa làm sao, các loại chất bột ngọt hoặc là mỡ màng dẫn tới tiểu đường gút hoặc mỡ máu hay tai biến. Ở độ tuổi nhỏ xíu thì có nhiều thói hư tật xấu của độ tuổi nhỏ xíu, lớn tuổi thì có thói hư tật xấu của độ tuổi lớn tuổi. Chỉ có điều là chúng ta là người lớn thì chúng ta biết được rằng là cái thói hư tật xấu của trẻ là thói hư tật xấu, nhưng bây giờ chúng ta lớn thì phải gặp một người lớn hơn không phải là nhiều tuổi đến sống đến 200-300 tuổi, mà là một người có sự hiểu biết hơn về cái lĩnh vực mà chúng ta không biết. Thì có phải là mọi người chưa học về dinh dưỡng,
thì cần chơi với những người gọi là có tuổi hơn mình về dinh dưỡng. Ví dụ như thầy học về dinh dưỡng tốt hơn, về vận động tốt hơn mọi người, thì mọi người chơi với những người như vậy thì mọi người có luôn kiến thức như vậy, có đúng không? Để tránh trường hợp là chúng ta có phải sống đến 5-600 năm để mà học hết kiến thức của nhân loại đâu. Mình mắc cái đâu đó thì mình đi tìm những cái chuyên gia có những cái guru có cái kiến thức đó, mình hỏi cho nhanh, đúng không? Để tránh trường hợp cứ mò mò và trải nghiệm thì mệt mỏi lắm, không có nhiều thời gian đâu, đúng không? Rồi, khóa học dinh dưỡng trị liệu, chính xác là khóa huấn luyện viên dinh dưỡng trị liệu. Trong trường hợp mà cô chú anh chị chỉ muốn học cho bản thân thì kinh phí là 8 triệu, đồng thời được tặng 1 năm học miễn phí tùy từng người nhé. Có người cần phải kéo dài chăm sóc cả 1 năm, học miễn phí tập yoga cùng với thầy, và kinh phí tập yoga thì rơi vào tầm khoảng 6 triệu 1 năm nhưng lại được tặng. Trong khi đó khóa học dinh dưỡng có 8 triệu mà được tặng cả 1 năm, tại vì phải ở với nhau cả 5 giờ thì mới chăm được, chứ không thể nói 5-3 câu mà hết được. Ví dụ như Nguyễn Mai này học cũng một thời gian khá dài rồi, đúng không? Chị Nguyễn Thu Tiết Thu thì cũng vào cũng tầm tầm cùng với Nguyễn Mai, nhưng mà chị bận bịu nhiều quá, thành ra cũng chưa chăm được chị nhiều. Cũng vẫn đang canh cánh lắm, cũng cũng áy náy trong lòng lắm, nhưng mà thôi thì cứ từ từ, tại vì chị vẫn còn đây mà. Đấy, chứ còn vài ba tháng thì không thể giải quyết được cái gì cả, mất nhiều thời gian lắm, thì cần chúng ta cần phải ở với nhau là như vậy. Đó. Thì khóa học chi phí là 8 triệu nhưng cần phải học tập thường xuyên với nhau và kéo dài trong vòng khoảng 1 năm. Sau khi 1 năm kết thúc rồi thì mọi người hoàn toàn có toàn bộ mọi kiến thức để chăm chăm tất cả các chu kỳ sống luôn nhá, chứ không phải là mỗi cái chu kỳ mình đang sống đâu. Đến tận khi già mình cần bị làm gì, mình ăn gì, mình uống gì, mình tập gì, mình biết hết, và mình có cả kiến thức mình khác gì một người vài trăm tuổi mà biết hết và nhớ lại hết tất cả những cái hoàn cảnh trong quá khứ của mình, để tránh cái trường hợp mình bảo mình mắng mấy đứa nhỏ là nó lười, nhưng bản thân mình cũng còn lười mà, đúng không? Bản thân mình đầy cái mình chưa biết mình cũng lười là chuyện đương nhiên rồi. Được rồi ạ. Cô chú anh chị muốn tương tác thêm điều gì không ạ? Anh Trung là nam giới mà quan tâm đến sức khỏe thì thực sự là rất là quý đấy, tại vì từ hồi thầy hướng dẫn yoga giờ có lẽ là chỉ được khoảng tầm hơn 100 người tập yoga là nam giới thôi, còn người mà học tập về dinh dưỡng thì đếm trên đầu ngón tay, đến bây giờ là được khoảng tầm 4 người. Ở lớp mình là có anh có anh Lê Đĩnh, là anh Lê Đĩnh anh học rất là nhiều rồi, anh học mấy khóa rồi, thành ra anh quen lắm rồi. Mới chị Vân Hoàng đi vào cùng anh Lê Đĩnh, chị Vân Hoàng hôm nay cũng có ở đây này. Đấy, chị là khóa học của chị Vân Hoàng và anh Lê Đĩnh là vào cùng lúc. Đấy, thì hiếm nam giới mà học tập nghiêm túc lắm, chăm sóc sức khỏe lắm, hiếm lắm, không nhiều đâu. Đa phần nam giới là mải chơi lắm, có sức khỏe mải chơi, phải có tổn thất tí cơ, hoặc là phải yêu thích cái công việc này cơ thì mới làm. Đúng không? Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Chị Nguyễn Mai có thấy rằng là lưng có sự thay đổi, thì lưng cũng có sự thay đổi, giờ này không đau nhiều như trước nữa. Tuyệt vời, cảm ơn Nguyễn Mai rất là nhiều. Bạn Nguyễn Mai thì bạn ấy bị phồng đĩa đệm ở lưng, đau lưng. Thì phồng đĩa đệm thực ra là các vấn đề liên quan phồng đĩa đệm là do cái áp lực đè xuống trong một thời gian dài, thì cũng giống như buổi sáng của chú anh chị tập đúng không? Cái lượng vận động tập rất là nhẹ, ví dụ là vươn tay vai nhá, nhẹ hều đúng không, nhẹ ơi là nhẹ, nhẹ cực kỳ luôn, nhưng cái thời gian giữ rất là tĩnh và lâu, thành ra là cái độ mỏi cơ làm cho mình cảm thấy đau. Thì cũng giống như chúng ta ngồi lưng như này thôi, ngồi vài ba tiếng thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mà ngồi đến cái 8 tiếng một ngày thì là vấn đề rất là to, lại cộng với ngồi với nhiều năm thì đúng là vấn đề cực kỳ to đúng không? Đó, thì đôi khi cũng không phải là do cơ thể của chúng ta xuống cấp, mà là lặp đi lặp lại một việc quá là nhiều lần, dẫn tới là cái chỗ đó nó bị tổn thương tích lũy, tổn thương nhá, mỗi hôm nó xước một tí, nó mẻ một tí, nó xước tí, nó mẻ một tí, cuối cùng nó bị xước đến vài chục chỗ, mẻ đến vài chục chỗ thì làm sao thành sẹo, đúng không? Nó sẹo giống như cái sẹo trên da đấy, ai cũng vậy thôi, giống nhau hết, đúng không? Ok rồi, cô chú anh chị muốn tương tác thêm điều gì nữa không? Chúng ta tương tác một câu xong chúng ta nghỉ nhá, thì thời gian chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi, tránh trường hợp cái lượng thông tin nhiều quá mình bị quên đấy. Và các video đều khóa hết lại và mở trong khóa huấn luyện viên dinh dưỡng trị liệu K1, K2 và K3. Thầy sẽ đăng lại đấy, mọi người có muốn nghe thì cứ bật lên xong thôi. Trước khi đi ngủ cứ bật lên, chắc là buồn ngủ dễ ngủ hơn đấy. Ai mà khó ngủ cứ bật video lên nghe thôi. Đó. Cứ bập bõm kiểu gì cũng được câu cái, đúng không? Tránh trường hợp nó học quá nó mệt, nó chán. Thực sự là học chán lắm, nó mệt mà. Chứ có phải ai cũng thích học đâu, nó học thành thần tiên hết. Đúng không? Thì thôi chúng ta chọn cách học làm sao mà nhàn nhất, lười nhất cũng được, mà lại hiệu quả nhất cũng được. Mai mình nghe đến chỗ nào đó mình quên mình lại bật lại có sao đâu, nghe miết thì thành quen mà. Tránh trường hợp cứ xem top top thì xem những cái phim nhảm nhí thì có phí thời gian được không ạ? Rồi
Mọi người không tương tác điều gì thì chúng ta sẽ nghỉ nhá. À, chúc cô chú anh chị vượt qua cơn bão. À, chắc lát nữa thôi thì bão của miền Bắc rồi, mạnh lắm, thế siêu bão mà. Sáng nay tôi ra chặt hết được cây ở đầm, táo hết cả tay. Đúng không? À, vườn có một cái đầm, có một cái vườn hơn 1 héc, nên là phải ra chặt bớt cây cối đi, tránh trường hợp đổ hỏng cái nhà mới xây xong. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Buổi sau mình lại gặp lại nhau nhé. Mình chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, em chào thầy. À, mình chào cả lớp ạ. Cảm thầy. Chào thầy, chào mọi người nha.